Vâng, kênh Cây Cảnh Hoa Lan và xin kính chào mọi người yêu và đam mê lan trên mọi miền của Tổ quốc. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một loại cây thật sự đặc biệt và nó mang một ý nghĩa rất là lớn cho những gia chủ nào chơi và sở hữu với cây kim ngân này. Cây này nó thật sự là nó rất là nghe cái tên rất là phong thủy. Cây kim ngân mang đến tiền tài và sự may mắn đến cho gia chủ mà hầu như mà mọi người ở Việt Nam cũng như là ở quê mình bây giờ nó rất là phổ biến. Cây mang đến ý nghĩa rất là tốt đẹp và cái ý nghĩa tinh thần. Mình thì chơi cái dòng cây này thì rất là nhiều. Đây phía trước nhà mình cũng tầm 4 5 cây, phía sau cũng vài cây. Hiện tại trên bàn mình trưng ra 2 cây và giới thiệu cho mọi người. Đây là phía trước cái khu vườn nhà mình và cây này nó thích hợp đỡ đỡ bàn và nhà, trong trong văn phòng và nơi nơi đỡ cho nó có không khí và cái hướng ánh sáng tốt nha. Vì bản thân nó là cây kim ngân là nơi đỡ nó là chỗ nơi những nơi mà sang trọng, những nơi tiền sảnh như ở nhà hàng, khách sạn vân vân. Cây này thì nếu mà đỡ chơi trên chậu thì nó là kiểu như là bonsai nên là thân cây nó không lớn, nhưng mà khi mà mình đưa ra đất thì cây nó độ cao nó rất là cao nha mọi người, 5-6 mét lận. Cây này như theo như mình trước khi mình mua thì mình đọc qua rồi mình rất là thích cho nên mình mới sưu tầm cái cây kim ngân này rất là nhiều. Và mình đọc qua ý nghĩa phong thủy cũng như ý nghĩa mà mình chơi như cây này thì cây này bản thân nó thì là cái cây người ta đang làm dùng người ta đang dùng cái những cái chất trong cái thân này để họ làm giấy, họ in tiền nha mọi người. Còn cây kim ngân thì nó gồm có 5 lá, 5 lá tượng trưng cho ngũ hành nha, rất là đẹp. Và dòng cây của nó thì nó có loại thì nó là 3 thân nha, người ta gọi là tam tài. Nhưng dù sao thì giờ nói phong thủy thì nó đã bản thân nó tên là cây kim tiền thì nó đã là rất là may mắn rồi, nó mang đến cái sự may mắn cho gia chủ rồi. Còn cây này người ta gọi là cây là còn gọi là cây trụ thiên nha mọi người, vì nó có một cây trụ như thế này đó. Thì mình cũng đọc sơ qua và hồi ngày xưa mua thì mình hiểu như là trụ thiên là thể hiện sự hoài bão lớn vân vân, thì mình không có đi sâu vào phong thủy. Mình giới thiệu những cái cây kim ngân mà mình mua và nó mang đến tài lộc may mắn và đỡ trên bàn trước phòng khách. Và cây này là cây nó gồm 3 thân, người ta còn gọi là cây thác thác bím, cây thác bím, cây bím đó là tam tài nha. Nó hướng về kiểu như là gọi là thiên địa gì đó đó, mang sự may mắn. Và phía trước nhà mình thì còn rất là nhiều. Đây khi mà mình cho cái chậu lớn thì hoặc là ra đất thì khả năng nó phát triển rất là phát triển. Ví dụ như cái cây này là nó gồm tới 5 thân mọi người, gồm tới 5 thân, 5 thân được biếm tóc lại, người ta gọi là cây thác, cây thác biếm tóc đó. Đó khi ra ra trồng ra chậu hoặc là ra đất thì nó phát triển rất là mạnh, thân nó rất là to. Cây này có thể cao vài mét luôn đó mọi người, cao rất là cao. Ngày xưa mới chơi cây này giờ mình cũng chơi vào những cái chậu như thế này thì nó khả năng nó phát triển không có được phát triển mạnh như là ra chậu lớn hoặc là dưới đất nha mọi người, nó sẽ được thác biếm này mọi người đó. Cây này thì theo như mình tham khảo thì nó khi mà chơi trong nhà thì nó sẽ thích hợp hơn, nó mang đến sự may mắn. Còn nhà mình mua nhiều quá mình đỡ ở phía trước nhà của nó cũng ở trong nhà vậy thôi. Nhưng mà cây này thì nó có tác dụng lợi ích là nó đuổi muỗi nha mọi người, và những thân nó theo như mình tìm hiểu kỹ thì nó dùng cho đỡ mà sản xuất ra những tiền giấy. Và khi ra chậu nó rất là phát triển. Và kỹ thuật chơi thì mà mình dùng chấu, trùng vớ, đất tơi xốp, nói chung là làm sao cho nó tơi, nó đất nó tơi xốp thấu nước tốt nha mọi người, và xơ dừa vân vân, những giá thở tơi xốp. Và lá của nó thì dù coi nó là ngũ hay là tam hay là nhất trụ thì lá nó đều là 5 lá nha, thể hiện sự ngũ, thể hiện ngũ hành đó, mang đến sự may mắn tốt đẹp đến cái người làm ăn cũng như trong kinh doanh.
Và chiều hôm nay mình giới thiệu cái cây kim ngân này thật sự đặc biệt. Cây này đang chơi rất là phổ biến và được những người làm ăn họ rất là thích, vì bản thân nó cái tên nó là cây kim ngân rồi, đó là thể hiện sự tiền bạc. Nhà mình không chỉ là chơi một mớ chậu ở đây, còn ở phía sau nhà nữa rất là nhiều mọi người. Cây này thì đi mua tầm từ tính từ cây nhỏ hay cây lớn thì giá dao động tầm 150 đến 300 400, hoặc cả triệu, vài triệu luôn nha mọi người, tùy cây nhỏ hay cây lớn nha mọi người. Đó, chậu thì mua chậu này cũng gần 100 ngàn nha, 90 ngàn. Đó, khi mà chơi ra chậu như thế này thì ra sân vườn thì cây nó được chắc chắn hơn, nó thân nó to hơn. Và mình cũng xin nhắc lại là cái cây này là nếu mà chơi ra ngoài đất thì độ cao nó tầm phải 5 đến 6 mét nha, thân rất là to và lớn. Đó, chơi cây này thì nếu mà trồng đỡ lâu năm thì cây nếu mà kinh tế thì rất là giá trị nha mọi người. Đó, nhìn cái sự năm lá này thật sự là hướng rất là tốt, thể hiện sự ngũ hành. Đó, chơi đỡ bàn như thế này rất là đẹp mọi người, rất là đẹp. Đây là phía trước khu vườn sân nhà mình nha mọi người. Đó, và video chiều nay mình xin giới thiệu cây kim ngân như vậy. Mọi người thấy hay thì đừng ngần ngại chia sẻ và comment like và ủng hộ kênh mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình khuyên mọi người nên trồng một cây hai cây đỡ đỡ bàn thì rất là đẹp, cây mang đến sự tài lộc và may mắn, và mang đến một cái tinh thần kinh doanh, mang một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp trong kinh doanh. Và video chiều nay mình được xin kết thúc tại đây ạ. Mình thân chào mọi người nha. Mình xin kết thúc tại đây ạ.